Dung kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay á, là một buổi sáng nắng thiệt đẹp luôn này. Mấy ngày nay á, là mưa quá trời mưa. Bữa nay nắng á, là Dung ra vườn này. Mấy ngày nay là Dung không có ra vườn được. Giờ Dung ra vườn Dung quay cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Thứ mùa đông á, vườn rau nhà Dung nó có cái gì? Các bạn hôm nay á, anh đang bánh cắt bớt lá đó. Để cho nó lộ cái cam ra nó nhiều để khoe cho cô chú anh chị và các bạn. Vậy lá nhiều quá tại mình cắt bớt lá đi. Hôm bữa là lá nhiều quá Dung không có thấy trái. Và sáng giờ là anh đang cắt bớt lá đó các bạn. Bây giờ trái này các bạn ơi, trái nó lộ ra mê luôn này. Chuẩn bị là sắp Tết rồi là mình hái vô để mình cũng ông bà cha mẹ được rồi. Cũng dạ. Trái quá rồi nhiều luôn trên đó luôn quá anh Năm. Thật đúng là này nhật cắt bớt lá nữa khui trái các bạn ơi. Bụi gáy cầu vòng này, mấy bụi gáy cầu vòng bữa nay nó lên mê luôn này các bạn ơi. Cái này nó chịu nhiều mùa đông nè. Hôm qua đây là mưa quá trời mưa này, nước còn ở đọng lên lá luôn này các bạn, nhiều lắm, mưa ơi là mưa. Còn mấy chậu cúc này nữa này, mê luôn. Lên non luôn này các bạn ơi. Còn mấy chậu nhỏ nhỏ này là Dung mới nhiều gãi á, giờ bắt đầu nó cũng mọc luôn nè. Mùa đông mà lạnh lẽo nó mọc luôn nè anh Nam ơi. Wow, ông hai lá ông lót xuống dữ vậy. Có lạnh lạnh nhưng mà có mọc nè. Được một trái dâu này, chín đỏ luôn, bê luôn nè. Bông quá rồi, bông ra luôn. Vậy là mùi dâu. Dâu đó còn chịu lạnh luôn nè, có trái luôn nè các bạn ơi. Góc nhỏ bên này cũng được một rò cải cúc này các bạn ơi. Bê luôn nè. Buổi sáng á, nắng mà lạnh lắm các bạn ơi. Bây giờ là Dung đi chợ, Dung mua ít đồ, Dung làm bữa cơm, Dung mời cô chú anh chị và các bạn nha. Anh chị các bạn nào đã xem video của Dung rồi á, là cái chợ này á, cũng không có gì lạ hết. Dung cũng đi chợ xa Pháp Lồ xuất Hồ Bát kìa các bạn. Ngọc Ngà Châu Báu cũng khóm xanh bằng bữa cơm bên nhau. Chẳng mong gì đâu cao sang, chỉ mong thay nhau yên bình. Nhà nhà xuống phố xôn xao, lòng ai cũng vui nôn nao. Và hoa rộn vàng, niềm vui ngập tràn muôn lối. Sáng là người ta đi cũng như có đông lắm. Chút xíu nữa là chắc đi đông lắm. Tại Dung đi còn buổi sáng hơi sớm á các bạn. Rau quá là người ta bỏ vô bịch hết rồi các bạn. Sạch sẽ, tươi, non luôn các bạn ơi. Hôm nay là Dung mua một bịch rau giá người ta cũng bỏ sẵn vô luôn rồi này các bạn. 1 đồng 39 cent một phao. Gà tươi mê luôn này các bạn ơi. Dung mua vài cái gà. Cái nào cái nói còn ngon quá, cái nào còn muốn lấy hết luôn. Muốn lấy mấy cái gà khóm tươi ngon quá luôn các bạn ơi. Mình mua một cái khóm đi. Người ta bán phao ha, hôm nay người ta bán phao 1 đồng 09 cent một phao á các bạn. Ở nhà là Dung cũng có gá rồi, Dung chỉ mua khóm rau giá gà thôi các bạn. Tại chợ này nó ngon nhà Dung á, Dung mua á, là Dung mình ra mình mua liền á, nó tươi lắm, mình gì mình nấu liền á, tươi ngon lắm các bạn ơi. Dung đi chợ mới về nè, Dung mua được khóm nè, rau giá, rồi là gà. Hôm nay á, là Dung nấu bún cá cô chú anh chị và các bạn. Bún cá thì bún á, là Dung cũng luộc sẵn qua rồi. Rồi là rau này ở ngoài vườn á, Dung một món hái vô nè, tươi non mơ luôn nè. Cá này á, cá ngừ Dung một ngâm muối với giấm á, 10 phút Dung vớt Dung nửa ráo rồi nè. Là bây giờ là Dung ướp cá nha. Mình bỏ vô trong này mình ướp cá.
Đây gia vị ướp cá nè. Dạ, gia vị ướp cá. Đây gia vị này đó. Rồi là Dung bỏ vô một xíu muối nè. Muối. Muối. Đường. Đường, 2 muỗng đường rồi. Cho nó ngon. What else? Rồi chút xíu ngợ. Ngợ cho nó thơm, nó đạm với mùi tanh của cá luôn. Một muỗng bột nêm súp gà. Súp gà. Một muỗng bột nêm súp gà. 2 muỗng đi. Tại ba lát gá nhiều quá. Rồi là ớt tỏi á, Dung bầm sẵn rồi, giờ Dung bỏ vô đó các bạn. Giờ là Dung trộn đều lên. Trộn đều lên Dung đỡ khoảng 10 phút á, rồi để Dung chiên sơ qua các bạn. Rồi là Dung chớ Dung xíu nước mắm nữa các bạn. Rồi chớ xíu nước mắm. Giờ khốn là Dung bột ra hết rồi đó các bạn ơi. Cắt muối gì? Muối cao. Muối cao. Đó, là làm hai vậy thôi. Dạ. Gái gà quá trời bận luôn. Vạch tròn sao mà thấy mê luôn. Đông mùa hè gì này cũng mê luôn các bạn. Mùa này nấu hết hai cái gà nó ngon. Gà nó ra nước ngọt ngọt mà ăn nó ngon. Bún cá chua chua ngọt ngọt à. Còn khốn thơm nữa là ngon mê luôn. Bên này là có xả, Dung cũng đập dập ra hết rồi đó các bạn. Chút nữa là Dung khử lên cho nó thơm. Rồi có ớt là chút mà mình cắt lên, mình bỏ lên cho nó lên tô bún cho nó đẹp. Hai củ hành tây là Dung bỏ vô trong cái nước lèo á, cho nó ngọt mà nó thơm rồi các bạn ơi. Ướp sau 10 phút rồi đó các bạn. Giờ Dung cho dầu điều để Dung chiên sơ qua nha lát cá. Dung bỏ dầu điều cho nó đi màu đó, nó đẹp đẹp đó các bạn. Không chiên màu ô liu hả? Không, cá chiên cá dầu chiên cá chiên màu ô liu. Dầu điều. Rồi Dung thích cho đi màu cá nó đẹp đó. Là Dung chiên sơ thôi các bạn ơi. Mà lát thịt gạo này nó hơi chặt chút, hơi chặt một xíu rồi lại không có gạo bự nữa. Bữa nay phải mua chảo bự nữa. Thôi gia đình có hai vợ chồng mà nấu như chảo bự lắm anh. Đó. Mình chiên sơ qua vậy đó các bạn. Giờ cá nó vàng sơ sơ một bên rồi này các bạn ơi, Dung rửa qua. Chiên sơ sơ vậy đó các bạn. Wow, mê luôn. Đắm rồi đó các bạn ơi, giờ Dung bỏ xả này, tỏi này, ớt này. Giờ Dung bao lên cho nó thơm á. Dung nấu nồi nước lèo á, rồi cái cá bên đây chiên nó vàng rồi là Dung bỏ vào đó các bạn. Giờ là Dung bỏ chút xíu muối vào nè. Gia vị bún cá các bạn ơi, 2 muỗng đường. Rồi là một chút xíu bột nêm súp gà. Chưa nhiều hơn. Một muỗng thôi, mà nếu như có lạc thì mình nêm nữa, chút xíu nữa là Dung nêm nước mắm. Rồi là Dung tao lên cho xả tỏi ớt nó thơm, nó dọi những mùi thơm á. Rồi là mình bỏ khốn vào. Khốn vào luôn. Bỏ khốn vào. Gà tơi á là Dung nó bao chín á, là Dung bỏ sâu các bạn ơi. Bỏ khốn trước. Bỏ khốn trước xong rồi là Dung chớ nước sôi vào. Chớ nước sôi vào. Bình nước sôi Dung nấu sẵn rồi này các bạn ơi. Sao chứ lạnh cho nước sôi. Cái nó nhanh sôi mà nó thơm ngon nữa. Đấy rồi hả?
rồi là hai lon súp gà. Cắt từ quay vô cốt thứ. Dạ. Hai lon nước súp gà đó các bạn. Chicken wrap. Dạ, chicken wrap. Hai lon nước súp gà vào cho nó ngọt nước. Rồi là Dung bỏ hai củ hành to vào nữa. Đó. Rồi là Dung bỏ hai củ hành to vào các bạn. Nó vừa thơm mà nó ngọt nước luôn. Giờ cái son nước lèo khóm hành đồ nó ra nước thơm ngon rồi này các bạn ơi. Giờ là Dung bỏ cá vào này. Mê luôn. Nước đã sôi. Nó ra nước này thơm lắm này. Ba lát cá là ba tô bún. Ba tô bún, bún cá. Wow. Lát rồi xem. Ngon quá luôn à. Giờ là Dung bỏ gà luôn á các bạn ơi. Cá đi Dung hả? Dạ, gà nó mau chín lắm. Gà nó nhanh chín thành Dung bỏ gà sau. Bỏ gà vô xong là Dung nêm nếm là được rồi. We can eat now, right? Ui à. Ngon quá này. Hấp dẫn quá luôn này các bạn ơi. So good. Dung nêm giống xíu nước mắm vô nữa các bạn ơi. Cho cái bún cá nước mắm cho nó đậm đà. Một muỗng nước mắm vô nữa là vừa ngon fish luôn. Fish sauce, yeah. Right? Bún cá mình ăn nó mặn mặn cho nó đậm đà và nó ngon. Giờ Dung nếm lại nó ngon nghe. Mặn màng, đậm đà. Wow, ngon quá. Khốn gà đậm, cá đậm. Nữa nó thơm ngon, cái cay nữa. Đậm chất miền Trung hả? Dạ, yeah, đậm chất miền Trung. Bún cá miền Trung á các bạn ơi. Màu sắc đẹp rực rỡ luôn. Đó, bún Dung múc ra rồi đó. Cô chú anh chị và các bạn, giờ Dung bỏ vài lát chả cá vào. Chả cá nãy Dung cũng chiên lên rồi đó các bạn. Đó, bỏ vài lát chả cá vào. Nhìn ngon, hấp dẫn quá luôn này. Nóng hổi, thơm phức luôn. Rồi là bỏ chút xíu hành đó các bạn. Bỏ hành lên. Rồi, bỏ chút xíu tiêu. Rớt chút xíu tiêu vô nữa. Đó là bỏ vài lát ớt luôn. Ớt này nó không có cay các bạn, ớt này nó ngọt ngọt á. Bỏ lên cho nó đẹp. Vừa đẹp mà mình nhìn thấy đẹp á, mà ngon nữa, ăn cho hấp dẫn. Rồi là bên đây có dĩa rau sống, rau giá ngon lành. Có chén nước mắm này, nước mắm ớt. Và nước mắm này là Dung không có pha, nước mắm chất á, nước mắm nguyên chất luôn đó các bạn. Giờ là Dung mời cô chú anh chị và các bạn ăn bún nha. Bún cá. Dung mời cô chú anh chị và các bạn ăn bún cùng với gia đình Dung. Mời cả nhà ăn bún cá Quy Nhơn. Bún cá Quy Nhơn. Bún cá Quy Nhơn tại Nam Bắc Cali. Tại đi về Việt Nam ăn bún cá. Bún cá Quy Nhơn á. Ăn gì ngon. Nhiều tập lập. Dạ, ăn ngon, gì mà ngon. Thứ khác thì Quy Nhơn phải không? Thử đi. Nhâm 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 luôn. Ngon. Ngon. Đặc sắc bây giờ. Không kỳ Dung về Việt Nam á, ăn bún cá Quy Nhơn ngon ơi là ngon. Rồi đi vô tới Nha Trang. Tới Nha Trang mình ăn bún cá Nha Trang nữa. Ăn gì mà nghiền luôn. Về Việt Nam là cái sáng bún, trưa bún, chiều bún. Dung á là Dung thích ăn bún lắm. Cho nên giờ phải làm bún cá không? Bún rồi, không đá. Còn một lát cá này. Thầy bún nhựa ăn. Nó chén nó bấm rồi đây. Thành lắm lắm. Thành lắm giá nữa. Còn một dĩa rau xà lách này, non. Ngon luôn. Còn lát cá này ngon rồi, còn bún rồi. Còn cá này ngon rồi, bún rồi. Đây này, cá này ngon quá trời luôn. Phải dùng tay ăn luôn. Nè, gắn người nó dai á. Dai dai ngon. Một đúng bánh lát cá. Tươi ngon luôn. Gắn người nó không tươi ăn được à? Dạ. Phải gắn người mà không tươi nó bị bơ 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 hả? Tươi. Nó còn biến lên.
Còn rau này hơi vừa thấy rồi, ngon hả? Nhiều non á, ừ. Ngon, baby. Nhưng gieo á, mệt rồi lạnh quá, nó lên không nổi. Nó lên leo quèo thôi, hái vô. Hái vô được rổ. Cũng cá người với cá... Chả cá. À, chả cá. Chả cá. Chả cá không? Đây là cá không ngon. Mình đi muốn chấm nước mắm hay gọt miếng nước mắm à? Thấy nhờ. Cá về được xem. Quá. Đẹp. Rồi mà lạnh lạnh á, ăn bún cá ngon. Không. Bỏ nè, lột cái da ra. Dạ, bỏ nha ra rồi đó. Dạ, cái ăn được. Da cá ăn gần bổ lắm mà mình ăn không quen á. Quen. Quen thì ăn người ta. Ăn miếng thịt cá mà ngon rồi. Khóm ở đây nó khóm, gà thơm ngon luôn ha. Wow. Mùa đông lạnh lạnh ăn bún cá cay cay thơm nó ngon quá các bạn ơi. Hấp dẫn, hấp dẫn. Đúng không nữa. Ăn hết tô luôn. Ngon. Tết Tây qua rồi, tết ta. Ngon. Tất cả bán người những gì còn làm đang đúng. Em miếng lên xà lách à. Rau giá vô nữa ngon anh em ơi. Xà lách, rau giá. Anh em ăn rau giá không? Được. Cây 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 ngon. Là nước ngon hơn, ngọt hơn. Cá khốn gà ngon luôn. Anh hết tô luôn á hả? Thế ngon. Còn nước? Còn nước không anh đang đi. Ngon quá luôn. Còn cá này nha. Đắt giá bự quá. Em miếng cá nữa không? Chiếu xem đi. Ngon luôn. Đó. Vậy một lát cá mình chiên xưa xong mình nấu á. Nó ngon, nó dai ngon vừa luôn á. Dung ơi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của gia đình Dung. Dung chúc cho cô chú anh chị và các bạn một ngày thật là bình an và vui vẻ. Thank you, bye bye. Thank you. See you next video. Bye.